Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách nhận diện 7 loại stress và cách giải tỏa chúng. Stress có thể âm ỉ theo thời gian và nó tấn công chúng ta bất cứ lúc nào và thật là bất ngờ. Nó khiến bạn luôn chìm đắm trong nỗi buồn u ám. Và sau đây là mình sẽ phân loại ra các loại stress khác nhau. Và qua đó các bạn hãy nhìn và rút ra được những cái kinh nghiệm hữu ích để có thể có những cái suy nghĩ tích cực mà vượt qua được những chướng ngại trong cuộc sống của mình. Đầu tiên, ta nói đến stress do lo lắng xung quanh. Trong số tất cả các loại stress, lo lắng xung quanh có thể là mãn tính và được nuôi dưỡng bởi các sự kiện hiện tại và sự bất ổn của thế giới. Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào bạn bật tin tức hoặc nghe kể về bệnh tật của người khác. Lo lắng xung quanh không phải là sự đồng cảm, mà nó là phản ứng căng thẳng thái quá trước những tin xấu. Ví dụ như là có một vụ cướp xảy ra gần đó, cùng với nỗi sợ hãi rằng nếu điều đó sẽ xảy ra với bạn hoặc người thân, những người mắc chứng lo lắng xung quanh không phát triển được rào chắn tâm lý và cảm xúc bên trong. Những điều họ nhìn thấy và nghe thấy thường nhập luôn vào bên trong con người họ. Lời khuyên á, là cho những trường hợp này là hãy xóa tan nỗi lo lắng xung quanh, bao gồm chăm sóc thật nhiều cho bản thân, cộng với hạn chế lượng tin tức hàng ngày và tránh những người tiêu cực. Khi chúng ta cố gắng giữ một thái độ tích cực thì chúng ta phải tránh những người luôn có xu hướng nhìn nhận mọi việc theo hướng xấu. Cái thứ hai là stress do công việc. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, stress liên quan đến công việc gây ra sức khỏe kém, giảm năng suất và kém động lực. Nó cũng làm tăng tai nạn lao động. Một nghiên cứu gần đây trên tờ Preventive Medicine chỉ ra rằng phơi nhiễm kéo dài với stress công việc có liên quan tới tăng khả năng mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư phổi, đại tràng, trực tràng, dạ dày và u lympho. Các cách để chống lại stress công việc á, nó gồm những cái kinh nghiệm sau đây. Các bạn có thể nghe và rút ra được cho những cái kinh nghiệm. Công việc là những công việc mà bao gồm hoạt động về thể chất nè, cam kết tập thể dục ít nhất là phải 30 phút mỗi ngày. Đây có thể là đi bộ nhanh trong thời giờ ăn trưa hoặc trong lúc đi làm về, hoặc trong lúc đi làm và đi về. Cũng nên tránh những người hay ngồi lê đôi mắt. Tránh mua thêm cảm giác tiêu cực trong công việc khi thảo luận về tình huống với đồng nghiệp. Thay vào đó là hãy thảo luận về cảm xúc của bạn một cách bình tĩnh và mạnh mẽ với cấp trên. Thứ ba là stress nuôi dạy con. Stress và nuôi dạy con cái thường đi cùng với nhau. Trên thực tế, Hội Tâm lý Mỹ thậm chí còn có mục dành cho nó. Cho dù bạn đang e ngại đứa con chập chững không đạt được các mốc phát triển quan trọng, lo sợ đứa con tuổi teen bập vào những cái tệ nạn, ví dụ như là ma túy, hoặc là nghiện game, hoặc bất an về đứa con mới tốt nghiệp đại học suốt ngày cúi đầu vào điện thoại mà không dành thời gian để đi tìm việc. Stress nuôi dạy con có thể hiện diện ở khắp mọi nơi, cản trở bạn tận hưởng cuộc sống của chính mình. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn thôi lo lắng cho con cái, nhưng một cách để giảm tác động của stress nuôi dạy con là thông qua những thói quen lành mạnh. Cách tốt nhất mà để đối phó với stress nuôi dạy con và tất cả các loại stress khác là tuân theo một lối sống toàn diện. Việc chữa lành stress xảy ra là phải từ bên trong. Chúng ta phải hướng từ bên trong và ra bên ngoài. Xóa sạch khỏi tâm trí những cảm xúc xấu tích tụ trong lúc stress là điều bắt buộc để phục hồi. Các chuyên gia khuyên nên là tập thể dục, thiền và ăn thực phẩm lành mạnh.
Giấc ngủ là một khía cạnh thiết yếu, không thể chối bỏ để giảm stress, là các bạn là phải có một cái giấc ngủ sâu, thường từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Là một giấc ngủ thực sự sâu và đúng, có nghĩa là khi mà vào giấc ngủ đó, nằm xuống là trong khoảng tầm 2 đến 5 phút là các bạn đã ngủ rồi. Và trong cái quá trình ngủ đó, là các bạn ngủ sâu, không mơ những giấc mơ. Rồi ngủ dậy á, là các bạn rất là cảm thấy thoải mái. Thì đó là một cái giấc ngủ chất lượng. Một giấc ngủ đêm thích hợp á, rất là bắt buộc. Nó giúp cơ thể bạn bổ sung năng lượng nè, và hoạt động tối ưu hơn. Khi cơ thể hạnh phúc, tâm trí chắc chắn sẽ hạnh phúc. Một loại nữa là stress do cuộc sống đô thị. Một nghiên cứu được thực hiện tại Viện Đại học Sức khỏe Tâm thần Dallas chỉ ra rằng nhịp sống đô thị có liên quan đến nguy cơ cao đối với các rối loạn tâm trạng và lo âu. Theo nghiên cứu, âm thanh, mùi vị và trải nghiệm của đời sống đô thị tác động đáng kể đến hạch hạnh nhân và vỏ não, hai vùng não có nhiệm vụ điều chỉnh cảm xúc và căng thẳng. Đi ra ngoại thành nhiều hơn là một cách để đối phó, nhưng một giải pháp khác thiết thực hơn có thể là cho phép não bộ có một kỳ nghỉ rất cần thiết hàng ngày thông qua ngồi thiền. Thiền sẽ dạy cho chúng ta cách điều chỉnh và các biểu hiện của stress, chẳng hạn như là thiền chính niệm là cách quản lý stress hiệu quả. Thiền mang lại cho chúng ta khả năng lớn hơn để thấu cảm tư duy, cảm xúc, cảm giác cơ thể và hành vi của chúng ta khi chúng diễn ra. Với nhận thức này, chúng ta sẽ tạo cho mình một cơ hội để thoát ra khỏi vòng xoáy stress và lấy lại cảm xúc, cân bằng cảm xúc của mình rất là nhanh. Các bạn có thể xem lại những cái video Quốc Anh đã hướng dẫn về cái cách mà trong một phút để lấy lại cái cân bằng, lấy lại cái sự bình tĩnh của mình thông qua cái cách hít thở. Và một loại nữa là stress sang chấn thời thơ ấu. Các loại sang chấn bao gồm lạm dụng tình dục nè, thảm họa thiên nhiên, chiến tranh và tai nạn giao thông có thể dẫn đến hậu quả suốt đời, bao gồm mất khả năng điều chỉnh cảm xúc, khó tập trung. Vấn đề ở đây là về trí nhớ và stress mãn tính. Nỗ lực để kiểm soát stress do sang chấn thời thơ ấu tốt nhất phải bắt đầu từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, nhiều người thường trưởng thành vẫn thấy mình phải vật lộn với những vấn đề chưa được giải quyết từ nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ trước. Và chúng ta chọn cái giải pháp điều trị với bác sĩ trị liệu có thể giúp xác định nguyên nhân của stress, cùng với đó là cung cấp các công cụ để xây dựng khả năng phục hồi. Thuốc kê đơn dài ngày hoặc ngắn ngày cũng có thể giúp ích. Stress mãn tính có thể được quản lý bằng các chiến lược đối phó, nhưng có thể cần điều trị nghiêm túc tại cơ sở điều trị. Và cái quan trọng là thuốc là chỉ là hỗ trợ một phần, nhưng mà quan trọng là chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống lành mạnh, cộng với lại một cái tâm trạng phải ổn định về cái tinh thần. Một phần nữa đó là stress do thay đổi cuộc sống. Những biến cố lớn như việc mất người thân, thương tích hoặc bệnh tật của bản thân và ly hôn có thể dẫn đến stress. Nhưng ngay cả những biến cố dường như rất nhỏ như phải dọn đi hoặc nhận vé phạt giao thông cũng có thể làm trầm trọng thêm mức độ stress. Viện Stress Mỹ đã liệt kê ra những biến cố này và hiểu được sự kiện khác trong cuộc sống như là tác nhân gây stress, và tất cả chúng có thể cộng thêm tác động đáng kể lên mức độ lo lắng của bạn. Mặc dù đúng là việc đối phó với tất cả các loại stress là một phần của cuộc sống, nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra rằng mình bị stress đến như thế nào và tại sao, có thể nó là bước khởi đầu tốt để đối phó với stress. Bạn có thể không thay đổi được thực tế gây stress của mình, nhưng việc đối phó với nó nằm trong tầm tay của bạn. Có những mối quan hệ vững chắc sẽ rất hữu ích, đảm bảo vun đắp và duy trì tình bạn có thể giúp giảm căng thẳng rất nhiều nhờ mang đến một nền tảng cảm thông để bộc bạch. Tham gia vào các hoạt động vui chơi cũng rất là quan trọng. Làm những gì bạn thích, cho dù đó là một chuyến đi trong ngày, tham quan bảo tàng,
thảo luận câu lạc bộ sách hoặc là một cái buổi xem kịch xem phim. Chỉ cần là đảm bảo được là tìm các hoạt động đưa bạn ra khỏi nhà, một cái nơi, một cái môi trường, một cái không gian mà khiến có những cái tác động tiêu cực đối với bạn. Có nghĩa là trong thời điểm quan trọng này là bạn đang rất cần một cái không gian và những cái con người nó mang lại những giá trị tích cực cho tinh thần của bạn. Các sự kiện ngoài trời mang đến lý do để nhìn thấy phẩm chất tốt nhất của bạn và tập trung vào một cái gì đó ngoài những yếu tố gây stress đang hiện hữu ngay trước mặt. Stress thì luôn luôn hiện diện trong cuộc sống, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta sống, chúng ta làm việc, gia đình, xã hội, bạn bè, đối diện với rất là nhiều cái tác nhân gây stress. Điều quan trọng nhất á, là khi mà chúng ta bị stress rồi á, nói là muốn thoát ra được cảm giác đó liền cũng không được. Thì cái việc đầu tiên á, chúng ta phải hạn chế những cái tác nhân mà nó tác động đến chúng ta để gây stress. Đồng thời là qua cái bài chia sẻ này, mình hy vọng rằng là các bạn sẽ có thêm những cái kinh nghiệm, từ đó có thể ứng dụng vào cái việc mà trong cuộc sống hàng ngày của mình, để mình thay đổi nó mỗi ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của mình.